cũng mạnh quá trời luôn. Mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên. Hôm nay cùng trai là cùng trai bì. Cơm như thế này là nó cũng vui nhưng mà nó lại hữu ích cho bà con. Mình làm việc vậy mình cũng vui mà bà con thì cũng nhờ đó mà có thêm một bữa cơm ăn ngon. Sao đi Hà một mình, lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi cằn cò. Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con. Có thể là làm tới cuối tháng này ngưng. Tại vì cũng hết tiền để, ơi, có hỡi thôi để đi mua đi, xúc xích hay là mua trứng gì thêm cho bà con rồi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn để thức từ đợi mẹ về mới yên lòng. Ây à, còn là làm tới đâu hay tới đó đi. Bữa nay là đi qua bên Sóc Trung. Kia có cơn giông ập đến rồi, sớm đông mùa rụng ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vừa gió dài rộng cánh bay bay về phía mặt trời. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Cò ơi, thương những đêm làm bụi lem để sao mắt cò rơi buồn rơi lại.
là bán tôm nấu tươi. Ui, bày bỏ kia đó. Đây là cò không có bà con. Đang coi vô bắt thật thử ra. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rụng ba hồi, đón cơn mưa đầu tiến về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vừa gió, dài rộng cánh bay bay về phía mặt trời. Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Cảnh này nè, mấy cái cảnh mà con gánh đi mua bán vậy nè. Đủ ấy ai bên miền thăng tài bán cục đủ. Đủ phải ấm con chết ơi rồi. Dạ, chết ơi. Để em bán mà anh có ấp không? Ừ, sao mà anh có ấp không nữa? Dạ, sao cảm ơn tình nhập đặc tình. Ngày nào ai cũng bài phải nhận thân được cả chút cơ thay á. Cả chút cơ thay thì hôn hớt sợ mong. Phụ nữ hớt rồi, rèm thơ nhưng mà lục tà xuống. Ở đây tình anh luôn. Hai ta kêu à, bỏ thổi đi nè. Tôi khoái cái cảnh này, cái cảnh gánh gánh. Lại cắn cao, bay lên, lại bay lên. Nhìn đàn cò trắng, ngẩng
còn đâu vừa gió dài dòng cánh bay cũng bay về phía mặt trời lòng người rộng lớn đàn cò vút lên cái gánh này nó cũng là như thế này nè. Cái này mà có người phụ nữ gánh nữa đẹp, mà nếu có bà già gánh càng hay, tại vì cái này là nó thuộc loại dạng cổ xưa, mà có người già gánh nữa là thấy nó hoài cổ. Cái này là cái thúng rồi, à, cái này là người ta kêu bằng cái thúng, còn cái đồ mà cái thúng nó để lên đó là từ cái quý giống. Và cái đồ này bây giờ cũng hiếm, chỉ có ở quê còn chứ mấy khu chợ là hết rồi. Chắc bà này